Các bạn, đây sẽ là clip test và clip hướng dẫn sử dụng của cái con Fuji Fibit ZX 900 này ha. Bật máy là chỉ cần dạy cái này là nó sẽ bật máy lên này. Rồi, mình muốn chụp á. Mình muốn chụp thì mình có thể zoom ra zoom vô, mình dạy cái này ha, là nó sẽ zoom ra zoom vô này. Đấy, dạy cái vô là zoom ra zoom vô. Rồi, nhấn nhẹ vô nó lấy nét được, rồi sau đó nhấn mạnh là nó sẽ chụp ha. Mình có thể nhấn vô một cái điểm nào đó để mình lấy nét ha, và nhấn vô được một cái điểm nào đó trên màn hình là nó sẽ lấy nét chụp luôn. Còn mà mình không muốn vậy thì mình phải tắt nó. Ok, muốn coi lại hình thì nhấn vô cái tam giác nè, đó là sẽ coi lại hình. Muốn xóa hình thì kiếm cái thùng ghét nè, nhấn vô đó. Rồi, muốn xóa từng cái hoặc là xóa nhiều cái ha, muốn xóa từng cái thì nhấn chọn brand. Rồi ok, thoát ra, nhấn vô nút back này. Rồi, mình sẽ tặng bạn cái nút bút cảm ứng để cho nó dễ, nó dễ nhấn hơn ha. Do mình nhấn, mình quay clip có một tay nên nó lấy cái ngón cái nó hơi khó nhấn một xíu, còn lấy cái bút cảm ứng thì nó rất là dễ nhấn. Rồi, bắt đầu thoát ra để chụp lại.